Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Chánh chiều qua đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo nông thôn mới đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Theo Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, tính đến nay toàn tỉnh có 133 trên 133 đạt 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 19,5% tổng số xã xây dựng nông thôn mới. Có 11 trên 11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch, chương trình cho hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh sắp tới. Đồng thời tập trung rà soát lại việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các cấp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh cũng đã tiến hành bỏ phiếu để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 5 xã. Kết quả cả 5 xã gồm Lang Minh, huyện Xuân Lộc, Tân Bình, Hiếu Liêm thuộc huyện Vĩnh Cửu và 2 xã Quang Trung và Xuân Thiện, huyện Thống Nhất đều được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 31 xã đạt nông thôn mới nâng cao.